Trước tiên, trước khi vào phần trình bày báo cáo của tôi thì xin giới thiệu một chút. Thì tôi tên là bác sĩ Trần Tiến Anh, hiện tại tôi đang công tác ở trung tâm tim mạch của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Hôm nay thì xin phép được trao đổi với các bạn về một cái nội dung liên quan đến điều trị suy tim ép giảm và cập nhật những cái khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu năm 2021. Tôi xin phép bắt đầu luôn ạ. Về mặt định nghĩa suy tim, thế thì bên tay phải các bạn nhìn thấy đây là cái bức ảnh trong cái cuốn Atlas về mặt các mặt bệnh học của tác giả Frankletter. Thì chúng ta thấy là đây là mô tả hình ảnh một cái người bác sĩ lâm sàng đang thăm khám cho một cái người bệnh. Bạn thấy người bệnh thì tầm trung tuổi, đang ngồi trên ghế, nhìn khuôn mặt và biểu hiện thì có vẻ rất là khó thở, đang gần như phải ngồi cúi người phía trước để thở, hai tay thì bám chặt vào thành ghế. Đây là một cái hình ảnh mà chúng ta sẽ rất hay gặp ở các cái bệnh phòng, đặc biệt dụ như khoa cấp cứu, là một cái trường hợp gì mà bệnh nhân suy tim mà đợt cấp phải vào viện. Vậy thì đây là cái định nghĩa của Hội Tim mạch châu Âu năm 2016 về việc chẩn đoán về suy tim. Thế thì suy tim được coi là một cái hội chứng lâm sàng đặc trưng bởi các cái triệu chứng cơ năng và thực thể đấy, mà được gây ra bởi những cái bất thường về cấu trúc hoặc chức năng tim mà dẫn đến cái tình trạng là gì? Giảm cái cung lượng tim hoặc tăng cái áp lực trong buồng tim trong cả khi nghỉ ngơi và khi gắng sức. Một cái định nghĩa này thì nghe vậy bao hàm đấy rất nhiều những cái câu chữ có thể rất là khó hình dung. Thì chúng ta chỉ cần tóm tắt lại gì, cái hội chứng lâm sàng mà đặc trưng bởi cái sự rối loạn cấu trúc và chức năng tim dẫn đến hai hậu quả: một là giảm cung lượng tim, hai là tăng áp lực buồng tim, tạo ra buồng thất trái trong khi nghỉ ngơi và khi gắng sức. Thế trên lâm sàng thì chúng ta biết là gì? Suy tim thường thì người ta sẽ phân loại thành là suy tim tâm thu và suy tâm trương. Đây là những cái từ mà các thầy và Việt hóa để thành tiếng Việt. Thế nhưng tương ứng với nó, về thuật ngữ về tiếng Anh ấy, thì người ta sử dụng là gì? Suy tim tâm thu, các bạn hiểu đó chính là suy tim mà chức năng tâm thu thất trái bị giảm, hay nó gọi là giảm sản xuất tổng máu thất trái. Và suy nhân tâm trương là gì? Cái khả năng đồ đầy thất trái bị giảm, thì cái sức co bóp, cái phân xuất tổng máu thất trái là bình thường, hay gọi là gì? Suy tim là phân xuất tổng máu bảo tồn. Thì chúng ta về mặt khái niệm vậy thì nó sẽ gọi là phân loại dựa vào cái phân xuất tổng máu của thất trái trên siêu âm tim. Thì khi mà EF từ 40% trở xuống thì coi là suy tim có phân xuất tổng máu giảm. Thế còn cái khoảng suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn là phân xuất tổng máu từ 50% trở lên thì được coi là bảo tồn. Và vậy thì nó sẽ có một cái khoảng giữa là bệnh nhân mà suy tim mà có phân xuất tổng máu từ 41 đến 49% thì hiện nay được coi là gì? Suy tim với phân xuất tổng máu giảm nhẹ. Đó. Thì đây là những cái phân loại mà chính thống theo những cái hội lớn bây giờ người ta để phân loại là dựa vào những điều đó. Và hiện nay thì về mặt tỷ lệ mắc, hiện mắc ấy, thì suy tim phân xuất tổng máu giảm và khi suy tim phân xuất tổng máu bảo tồn ấy, thì cái tỷ lệ mắc nó khoảng tầm chiếm khoảng tầm gần như là bằng nhau 50-50. Nhắc đến suy tim ấy, thì người ta sẽ nhắc đến hai cái gọi là cái tiêu chí chính để đánh giá về vấn đề về suy tim. Thứ nhất đó là cái tỷ lệ tử vong của suy tim, và cái thứ hai là cái tỷ lệ tái nhập viện của suy tim. Thì chúng ta đi vào cái tỷ lệ thứ nhất, đó là cái tỷ lệ tử vong của suy tim, nhưng mà chúng ta đi vào cái nhóm cụ thể là nhóm suy tim có giảm phân xuất tổng máu. Tại vì sao? Bởi vì hầu hết những cái thử nghiệm lâm sàng lớn trên thế giới thì đều được tiến hành phần lớn là dựa trên cái nhóm bệnh nhân là suy tim có giảm phân xuất tổng máu. Gần đây thì cũng đã có một số những cái thử nghiệm lâm sàng dựa trên cái nhóm đối tượng bệnh nhân là suy tim mà có phân xuất tổng máu bảo tồn. Tuy nhiên thì số lượng đấy chưa nhiều. Bởi vậy là hầu hết những cái số liệu chúng ta đưa ra vẫn chủ dựa vào những cái suy tim mà có giảm phân xuất tổng máu. Thì người ta thấy là cái tỷ lệ tử vong của suy tim mà có giảm phân xuất tổng máu tương đối cao. Cụ thể là gì? Tỷ lệ tử vong nội viện trong cái đợt điều trị bệnh nhân suy tim nó vào khoảng tầm từ 4 đến 10%. Và nếu bệnh nhân mà có thể ra được viện thì cái tỷ lệ tử vong theo dõi trong vòng 1 tháng kể từ khi ra viện
cũng nó vào khoảng tầm 10 đến 16%. Tỷ lệ tử vong theo dõi tiếp dài hơn nữa trong vòng 1 năm thì vào khoảng tầm 20 cho đến 30%. Và đặc biệt là cái tỷ lệ tử vong của một cái suy tim có giảm phân chất máu trong thời gian 5 năm thì nó vào khoảng tầm 40 cho đến 50%. Thì các bạn sẽ hiểu vấn đề là gì. Đây là một con số rất là cao. Tức là một bệnh nhân mà suy tim có giảm phân chất máu ấy, thì trong thời gian 5 tới, xác suất người bệnh tử vong đã chiếm khoảng tầm gần một nửa. Và để cho bạn có thể một cái nhìn dễ hình dung hơn thì một số những cái bệnh lý như là về ung thư ấy, ung thư là một bệnh lý rất nặng nề, thì khi người ta tính về tiên lượng của ung thư thì người ta cũng thường hay tính là gì, cái xác suất hoặc cái tỷ lệ sống sau 5 năm là bao nhiêu. Thì bạn biết một số bệnh nhân ung thư thì cái tỷ lệ tử vong trong vòng 5 năm của người ta có khi nó cũng chưa chắc đã đạt đến mức 50% đâu. Nhưng mà đấy là cái tỷ lệ suy tim ép giảm thì tỷ lệ tử vong tương đối là cao chứ không phải là thấp. Cái thứ hai chúng ta nói là cái tỷ lệ mà tái nhập viện của suy tim, tức là bệnh nhân suy tim ép giảm thì thông thường nó sẽ có triệu chứng gì, như điều trị một đợt trong viện nội trú này, sau đó ra viện được kê đơn ngoại trú, sau đó điều trị có thể ổn được thời gian, sau đấy lại bị nặng lên, lại một cái đợt cấp của suy tim và tái lại lại phải gì, lại phải nhập viện lại. Cái câu chuyện nếu trong số các bạn ở đây là những bác sĩ chuyên khoa về tim mạch ở các tuyến bệnh viện tuyến tỉnh, bạn đã phải điều trị bệnh nhân tim mạch nhiều, bạn sẽ hiểu cảm giác của bác sĩ lâm sàng về tim mạch gì. Chuyện bệnh nhân sẽ tái nhập viện suy tim là điều không thể tránh khỏi được, chúng ta chỉ có giảm ấy thôi chứ bảo người bệnh không 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 tái nhập viện thì tháng rất là khó. Thì cái tái nhập viện của suy tim cũng được trên thế giới người ta cũng được tiến hành nghiên cứu rất là nhiều, và người ta thấy thì ví dụ như hàng năm cái tỷ lệ nhập viện do suy tim ở Hoa Kỳ và ở châu Âu, những khu vực mà có nền y tế phát triển thì nó ước tính khoảng tầm trên 1 triệu bệnh nhân mỗi một năm. Và cái tỷ lệ mà trong số các bệnh nhân cần phải nhập viện ấy, thì cái nguyên nhân mà liên quan đến suy tim nó sẽ chiếm khoảng đâu đó khoảng tầm từ 1 đến 4% trong tổng số tất cả các nguyên nhân mà nhập viện do suy tim. Và cái thời gian điều trị trung bình trong nội trú trong bệnh viện nó sẽ vào khoảng tầm từ 5 đến 10 ngày. Và bệnh nhân mà phần lớn gọi là 9 trên 10 bệnh nhân mà nhập viện bị suy tim ấy, thì thường là do là suy tim sung huyết, thường có dấu hiệu của suy tim sung huyết. Và người ta cũng thấy cái tỷ lệ gì? Khoảng tầm 24%, tức là gần gần như là cứ 4 bệnh nhân mà được ra viện ấy, thì trong vòng 1 tháng thế nào cũng sẽ có một ông phải tái nhập viện. Tỷ lệ khoảng tầm gần 24-25% bệnh nhân sẽ bị tái nhập viện trong vòng 1 tháng kể từ khi bệnh nhân được xuất viện. Và nếu mà tính kéo dài hơn nữa trong vòng 2 tháng thì khi người bệnh tái nhập viện thì thậm chí tỷ lệ còn cao lên tận 46%, tức là gần như cứ 2 bệnh nhân ra viện bị suy tim thì ép giảm thì sau khoảng tầm 2 tháng sẽ có tỷ lệ có một người sẽ bị tái nhập viện. Đó là những cái con số mà được đưa ra những quốc gia gọi là rất có nền y tế phát triển, ví dụ như là Hoa Kỳ, như là châu Âu đấy. Thì còn những cái số liệu ở tại chúng ta tại Việt Nam, khi mà cái điều kiện phát triển về kinh tế và y tế của chúng ta chưa thể so sánh với các quốc gia kia, thì chúng ta thấy con số là chưa có, nhưng có lẽ thì cũng không thể nào mà thấp hơn được những con số như thế này. Ok, sau khi nó qua một số những cái đặc điểm về suy tim thì ta sẽ nói một chút liên quan đến sinh lý bệnh và cái cơ chế của suy tim, và chúng ta sẽ có cái kiến thức này là bản lề để chúng ta đi vào từng nhóm thuốc điều trị, và chúng ta sẽ hiểu là cái vị trí, cái giá trị cái nhóm được thuốc điều trị ra làm sao. Thì cái trong cái sinh lý bệnh của cái suy tim ấy, thì trong suy tim ấy thì nó sẽ có những cái gọi là hoạt hóa những cái hệ thống thần kinh và thể dục. Cụ thể hệ thống thần kinh là liên quan đến hệ thống cường giao cảm, tức là các cái catecholamine ví dụ như là adrenaline hoặc là noradrenaline trong cơ thể của người bệnh suy tim sẽ được tăng tiết và tác động lên các cái thụ thể receptor alpha 1, beta 1, beta 2 ở tim và ở mạch máu, dẫn đến các cái tác động là gì? Là tăng hoạt tính của hệ renin-angiotensin này, tăng hoạt tính của vasopressin, tăng tần số tim và tăng góc cơ tim. Còn hệ thống gọi là khi mà tăng hoạt tính của hệ thống RAS là renal angiotensin aldosterone ấy, tức là gì, là những cái angiotensin 2 tác động lên cái cụ thể AT1 của nó cũng gây ra các hoạt tính gì, tăng huyết áp, tăng trương lực giao cảm, tăng aldosterone gây phì đại, gây xơ hóa cơ tim. Đó là những cái vòng xoắn bệnh lý của trong cái bệnh lý về suy tim. Thế thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái hệ gọi là những cái hệ peptide
bài niệu đấy thì là gì, giữa những cái peptide bài niệu để tác động thì nó sẽ gây tác động ngược lại, ví dụ như gì, gây giãn mạch, gây giảm huyết áp, gây giảm trực giao cảm, gây tăng bài tiết natri, giảm hoạt tính vasopressin, giảm aldosterone, giảm sơ hóa và phì đại thất trái. Thế thì chính như đó thì chúng ta thấy gì, những cái nhóm thuốc điều trị suy tim ấy, thì sẽ đánh vào những cái cơ chế của hệ thống là gì, vì là các thuốc nhóm chết beta giao cảm thì đánh vào cơ chế của hệ thần kinh giao cảm là gì, nó ức chế, nó ngăn chặn cái quá trình hoạt hóa giao cảm. Và các cái nhóm thuốc của hệ renin, angiotensin, aldosterone, như là bao gồm có ức chế men chuyển, ức chế trụ thể AT1, hoặc là thử thuốc lợi tiểu kháng aldosterone thì đều đánh tác dụng của cơ chế hệ RAS, thì đều làm giúp cải thiện được cái sinh lý bệnh của suy tim. Thế cái suy tim chúng ta thấy gì, như khi đã nói thì sẽ có các cái nhóm thuốc suy tim, thì trước tiên thì chúng ta xin điểm lại theo cái dòng lịch sử thời gian, những cái nghiên cứu, những cái nhóm thuốc về suy tim đã được chứng minh về tác dụng cải thiện cái tỷ lệ tử vong và cải thiện tái nhập viện trong suy tim. Thứ nhất là nhóm chẹn beta giao cảm ở những suy tim, thì có những cái nhóm thuốc ví dụ như là carvedilone, hoặc là nhóm bisoprolol, hoặc là nhóm metoprolol, succinate, vân vân, dựa vào những cái nghiên cứu như nghiên cứu Cbis, nghiên cứu Merit HF vân vân, thì đều thấy là gì, chứng minh là những cái nhóm chặn beta giao cảm giúp làm giảm cái tỷ tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân suy tim có giảm tần suất tổng máu. Ví dụ như nghiên cứu Cbis thì giảm khoảng 34% của bisoprolol, và nghiên cứu metoprolol succinate cũng giảm khoảng 34%, và nghiên cứu Merit HF hoặc của carvedilone thì giảm khoảng 35% ở nghiên cứu Copernicus. Vậy thì chặn beta giao cảm ngay từ đầu đã được coi là một cái nhóm thuốc nền tảng trong cái điều trị suy tim mà có giảm rất tổng máu, với mục tiêu là gì, làm giảm cái tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân suy tim. Tiếp theo nữa là cái nhóm ức chế men chuyển, tôi xin đưa ra một trong những đại diện gọi là lâu đời, gần như lâu đời nhất của nhóm ức chế men chuyển, đó là cái thuốc enalaprin. Enalaprin trong cái nghiên cứu sâu ở trên cái nhóm bệnh nhân Bắc Âu ấy, được công bố vào năm 1991. 1991 thì bạn tưởng tượng là công bố cách đây khoảng tầm 30 năm. Thì khi người ta so sánh cái việc điều trị giữa enalaprin và placebo là cái giả dược ấy với chế độ nhân suy tim ép giảm, thì cái việc điều trị nhóm ức chế men chuyển là enalaprin giúp giảm khoảng 16% mọi tử vong tim mạch, tử vong do mọi nguyên nhân so với bệnh nhân mà dùng placebo. Và chính sau nghiên cứu này thì một loạt cái vai trò của ức chế men chuyển trong điều trị suy tim ép giảm đã được chứng minh bởi những cái thuốc thuốc sau đó, ví dụ như là lisinoprim, ví dụ như là gì, ramiprim. Một nhóm nữa đại diện nữa tôi xin kể ra, đó là nhóm ức chế trụ thể, thì là một cái hoạt chất gọi là cái candor sắc tăng. Qua nghiên cứu CHAM thì thấy gì, giảm cái tỷ lệ tử vong hoặc là nhập viện do suy tim ở bệnh nhân suy tim ép giảm vào khoảng tầm 23%, và nếu chỉ tính riêng là giảm về tử vong tim mạch thì giảm khoảng tầm 15% giữa candor sắc tăng so với giả dược. Và một cái đại diện cuối cùng, cái nhóm thuốc cuối cùng nữa cần phải nêu đến, đó là nhóm lợi tiểu kháng aldosterone, chúng ta nói đây là gì, spironolactone, hoặc là verospirone đó, hoặc là anactone ấy. Thì qua nghiên cứu RAN thì chúng ta thấy gì, ngoài việc điều trị tiêu chuẩn là ức chế men chuyển cộng lợi tiểu đấy, thì khi mà phối hợp thêm lợi tiểu kháng aldosterone so với giả dược ấy, thì cũng giúp làm giảm khoảng 30% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân so với việc dùng giả dược. Nó như vậy thì chúng ta thấy có một cái biểu đồ gộp lại gì, những cái nhóm thuốc mà được chứng minh là làm giúp giảm tỷ lệ tử vong trên bệnh nhân suy tim ép giảm từ trước đến nay, từ từ khoảng tầm những năm 2010 trở về trước ấy, thì bao gồm có là gì, có ức chế men chuyển, có ức chế trụ thể, có chẹn beta giao cảm, và có lợi tiểu kháng aldosterone. Thế thì câu chuyện tiếp theo là vậy thì trong vòng khoảng tầm độ 10 năm trở lại đây thì chúng ta có thêm cái nhóm thuốc nào nữa để giúp cải thiện về cái tỷ lệ tử vong, cải thiện về tỷ lệ tái nhập viện do suy trên bệnh nhân suy tim ép giảm có hay không? Đó thì cái hướng đi thì chúng ta gì, chúng ta cùng quay lại, chúng ta nhìn lại cái hệ thống là gì, là peptide lợi niệu có tác động như nào ở trên bệnh nhân suy tim, thì sẽ thấy gì? Những cái peptide lợi niệu là cái ANP và cái PNP giải phóng từ tim vào cái mạch máu ấy, thì nó giúp làm giảm cái trực giao cảm, giảm co mạch đó,
giảm phì đại cơ tim, rồi giảm xơ hóa theo cơ tim, gây giãn mạch, gây giảm trở kháng mạch hệ thống, giảm áp lực phổi đó. Và chính vì vậy là các cái peptide lợi niệu có tác động là có lợi trên bệnh nhân suy tim. Thế thì cái hóa chất mà thoái dáng, thoái triển cái peptide lợi niệu thì là gồm là cái neprilysin. Thì người ta thấy là neprilysin là một cái chất mà thoái dáng peptide lợi niệu. Tuy nhiên thì nó còn thoái dáng cả những chất khác, bao gồm có angiotensin 2 và các cái peptide co mạch và vasoactive liên quan đến tim mạch. Thế câu chuyện bây giờ chúng ta gì? Nếu chúng ta tạo ra có một thuốc mà chúng ta ức chế cái thằng neprilysin này, khi ta ức chế neprilysin thì rõ ràng những cái chất kia nó sẽ tăng lên về nồng độ, bao gồm có peptide lợi niệu và cả angiotensin 2 nữa cũng sẽ tăng lên. Thì peptide lợi niệu nếu như tăng lên thì tốt, thì giúp cải thiện suy tim. Nhưng angiotensin 2 nếu lại tăng lên cùng nữa thì lại là ngược lại, sẽ làm tệ đi cái suy tim. Vì chính vì lý do đó nên là người ta lại phải nghĩ gì? Nếu chúng ta ức chế cái hoạt chất neprilysin thì chúng ta lại phải ức chế đi kèm nữa cả cái là ức chế cái thụ thể AT1. Thì khi đó dù cái nồng độ angiotensin 2 có thể tăng lên, nhưng ta ức chế cái thụ thể AT1 rồi thì cũng sẽ không còn những cái tác động vào bên trong tế bào nữa. Đó là cái ý tưởng như vậy, là chúng ta thấy đấy, sơ đồ của bạn sẽ quan sát đó. Neprilysin là ức chế các chất lợi niệu, là ức chế neprilysin là tốt, nhưng tăng các chất lợi niệu nhưng nó sẽ tăng cái thành phần angiotensin 2 lên. Và khi đó khi chúng ta phối hợp với một cái nhóm là gì, là ức chế cái thụ thể AT1 này, thì rõ ràng angiotensin 2 có tăng lên nhưng cũng không tác động lên được các tế bào. Và khi như vậy thì người ta có một cái nghiên cứu được công bố vào năm 2014, cái này khoảng tầm 8 năm, đó nghiên cứu ở Paradise HF. Nghiên cứu là một nghiên cứu so sánh một cái hoạt chất, bản chất là gì, là hoạt chất mà so sánh với gì, viết tắt cái từ acne chúng ta nói ở đầu ấy, thì nó viết tắt cái từ gì, angiotensin receptor neprilysin, tức là chế neprilysin và cả thụ thể của angiotensin acne đấy. Thì người ta so sánh là cái hiệu quả điều trị suy tim của cái nhóm acne này với một cái nhóm thuốc kinh điển đã được chứng minh là có hiệu quả trên suy tim, đó là nhóm ức chế men chuyển, mà cụ thể thì là cho đến trực tiếp luôn với enalapril ở trên. Thì người ta sẽ thử so sánh xem là enalapril đã tốt rồi, trên bệnh suy tim em giảm đã tốt rồi, nhưng thử so sánh cái thằng mà giờ nó vừa ức chế neprilysin và thụ thể angiotensin so với enalapril thì xem nó còn liệu có thể tốt hơn không, có tăng được thể gọi là tăng được tỷ lệ sống còn cho bệnh nhân suy tim em giảm hay không. Thì nghiên cứu PRAHF được thiết kế dựa trên mục đích như thế. Thì đây là một trong những nghiên cứu lâm sàng về suy tim, gọi là nghiên cứu gọi là trên cái cỡ mẫu lớn nhất trên những từ trước nay, với khoảng tầm trên 8.400 bệnh nhân suy tim với mức độ F giảm, với cái phân suất tổng F khoảng tầm từ 40% trở xuống, và với cái phân độ NIA từ 2 đến 4. Thì tiêu chí chính để đánh giá hiệu quả là gì, là cộng gộp của tử vong do tim mạch hoặc là nhập tái nhập viện do suy tim. Thì chúng ta thấy gì, đây là nghiên cứu đầu tiên ý, bệnh nhân sẽ là giai đoạn khởi động, bệnh nhân sẽ là mù đơn này, và bệnh nhân sẽ được sử dụng cả Enabri này, sau đó dùng hoạt chất kia này, sau đó thì bệnh nhân sẽ được chia thành hai nhánh, nhánh điều trị mù đôi, tức là nhánh thứ nhất chúng ta sẽ sử dụng là acne, là cái sacubitril và sắc tăng, và nhánh thứ hai chúng ta sử dụng Enalapril, không phải là giả dược nhé, mà là Enalapril. Và đây là một thử nghiệm mà gì, mù đôi, tức là cả bệnh nhân và cả người tiến hành nghiên cứu đều không biết là người bệnh thực sự là sử dụng cái thuốc gì, ngẫu nhiên một một. Và thời gian theo dõi chúng trong khoảng thời gian tầm 27 tháng, khoảng tầm độ 2 năm, hơn 2 năm. Thế thì cái kết quả thu được thì trên tiêu chí gọi là cộng gộp của tử vong do tim mạch hoặc là tái nhập viện do suy tim, thì cái hoạt chất acne giúp làm giảm khoảng 20% so với enalapril, và sự khác biệt là có nghĩa thống kê. Thế còn chúng ta chỉ xét trên tiêu chí là tử vong do mọi nguyên nhân thì cái điều trị bằng acne so với enalapril giúp giảm tỷ lệ tử vong khoảng 16% so với enalapril, và khác biệt này cũng là có ý nghĩa thống kê. Như vậy chúng ta thấy như vậy là so sánh với cái thuốc kinh điển là Enalapril đã có hiệu quả trên suy tim đã làm rồi, thì cái thuốc mới là cái acne còn hiệu quả còn tốt hơn nữa so với cả ức chế men chuyển là Enalapril.
vậy hiệu quả trên cả tiêu chí là tử vong do tim mạch hoặc là tái nhập viện do suy tim thì đều được giảm, có ý nghĩa, có thống kê. Một cái câu hỏi thứ hai là thuốc hiệu quả như vậy thì tính an toàn làm sao, có tác dụng phụ gì không? Thế thì khi so sánh độ an toàn và sự dung nạp của acne với enalapril so sánh chính một liệu trình chuyển, chúng ta thấy thì về cái tác dụng phụ ví dụ như về ho đấy, về ho khan ấy, thì là nhóm này nó sẽ giảm hơn so với enalapril rõ rồi, vì nó sử dụng nhóm ức chế thụ thể AT1, không ảnh hưởng đến cái bradykinin. Về suy thận, tác động lên xấu trong thận của acne cũng giảm hơn so với enalapril. Về tăng kali máu thì cũng giảm hơn, nhưng sắp khác biệt thì không có ý nghĩa thống kê. Và có một cái tác dụng mà ý đó là cái hạ huyết áp có triệu chứng thì được của nhóm thuốc acne này thì là tăng hơn so với của enalapril. Thế còn về phù mạch phù kinh thì hai bên là như nhau, không có sự khác biệt. Và cái acne này kiểu có những cái phản ứng phụ để mà dẫn đến nhân phải ngừng thuốc ấy, thì cái tỷ lệ nó thấp hơn so với enalapril. Cụ thể là gì, tỷ lệ phải ngừng điều trị do thuốc khoảng tầm 10,7% ở nhóm acne, trong khi tỷ lệ ở bên enalapril khoảng tầm 12,3%, và khác biệt là có những thống kê đặc biệt là trên cái nhóm bệnh nhân suy thận thì cái việc mà phải ngừng thuốc do suy thận của acne là thấp hơn chắc rõ rệt so với của enalapril. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì, vậy là cái việc mà dùng cái nhóm thuốc acne là ức chế nepridine và thụ thể angiotensin thì sẽ giúp làm giảm thêm nữa cái tỷ lệ tử vong do tim mạch và tái nhập viện do suy tim so với ức chế men chuyển, thêm một trong đại diện enalapril này vào khoảng tầm độ 20% nữa. Vậy thì chúng ta thấy là vậy thì xin được điểm lại một số những cái nghiên cứu và những cái cột mốc thời gian trong điều trị suy tim. Ví dụ tôi nói thì cái nghiên cứu sâu vừa rồi nói đầu tiên một cái thuốc gọi là ức chế men chuyển đó, enalapril được công bố năm 1991 đầu thế kỷ 90. Sau đó thì những nghiên cứu về thuốc chặn beta gamma, những nghiên cứu CBT2 năm 1999, nghiên cứu BHF 1999 là cuối những năm đầu những năm 2000, rồi đầu năm 2000 thì sẽ nghiên cứu về cụ thể nghiên cứu CHAM, rồi trên rồi nghiên cứu SHIP về ivabradin, hoặc là nghiên cứu về 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 lợi tiểu kháng testosterone như là nghiên cứu EMPASIP vào năm 2011. Thì vậy trong vòng khoảng tầm 30 năm đầu tiên chúng ta sẽ có những nhóm thuốc kia, và đến thời điểm năm 2014 chúng ta bắt đầu mới tìm được một cái hoạt chất nữa, đó một cái là cái acne, và được chứng minh là giúp giảm khoảng 20% tỷ lệ tử vong do tim mạch và nhập viện do suy tim. Và thực ra thì trong khuôn khổ bài báo cáo ngày hôm nay thì tôi vẫn muốn nói thêm một cái cập nhật mới nữa, và đến năm 2019 chúng ta có cái nghiên cứu DAPA-HF, và năm 2020 có nghiên cứu Emperor Reduce, bây giờ có sau đó nữa có cả Emperor Preserve vào năm 2020, thì đưa thêm một cái nhóm thuốc nữa là nhóm SGLT2 cũng giúp làm giảm cái tỷ lệ tái nhập viện do suy tim. Còn cái tỷ lệ mà giảm tử vong do suy tim thì hai cái nhóm thuốc này thì chưa chứng minh được khác biệt so với giả dược, nhưng khẳng định là có giúp làm giảm tái nhập viện do suy tim so với giả dược. Đây là những cái cột mốc về những cái nhóm thuốc lớn được điều trị suy tim và được phát hiện ra. Và như vậy thì đến thời điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy gì, vậy thì nếu nói về điều trị suy tim chúng ta sẽ có gì, có những thuốc để giúp cải thiện thì sẽ có nhóm lợi tiểu. Lợi tiểu thì giúp cải thiện về triệu chứng trong nhân suy tim xung huyết, sau đó thì có nhóm ức chế men chuyển, ức chế beta cảm, ức chế lợi tiểu kháng testosterone, có nhóm acne, và gần đây thì giảm nhưng tái nhập viện có nhóm SGLT2. Và đây là cái khuyến cáo chúng ta sẽ quan sát cái sự khác biệt của các cái khuyến cáo của tim mạch châu Âu theo thời gian. Và năm 2016 ở thời điểm đó thì cái khuyến cáo của Hội tim mạch châu Âu trong cái điều trị suy tim em giảm ra thế gì, đầu tiên thì sẽ khởi đầu bằng ức chế men chuyển, ức chế thụ thể với bảo trợ miễn dịch cảm, sau đó khi bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì sẽ thêm dần các nhóm thuốc đó. Đây là khuyến cáo của năm 2016. Thế nhưng người ta thấy rằng thì nếu chúng ta cứ phải chờ đợi thời gian để mà từng gian một để mà sử dụng thì cái việc đấy sẽ hiệu quả sẽ không còn cao. Và người ta có những cái nghiên cứu mới hơn vào năm 2018 ấy, thì đã chứng minh là gì, cái việc mà người bệnh phối hợp thuốc càng sớm, phối hợp càng đủ thuốc thì sẽ càng tối đa cái lợi ích hóa cho bệnh nhân. Cụ thể đây chúng ta sẽ đánh nghiên vừa, nếu mà phối hợp luôn là acne này, chặn beta cảm, lợi tiểu kháng testosterone sau giả dược thì giảm như thế nào, còn nếu chúng ta chỉ đơn thuần thì có ức chế men chuyển với giả dược hoặc là ức chế thụ thể giả dược thì cái mức độ giảm sẽ ít hơn. Như vậy thì sẽ càng phối hợp càng đủ thuốc, các nhóm thuốc trên thì đều giúp giảm tiện tử vong và tái nhập viện do suy tim. Và khi mà ta thấy gì, nếu mà chúng ta
phối hợp đủ bốn cái trụ cột trong điều trị suy tim là acne này, acne hoặc là những chứng men truyền nhiễm cơ thể này, chất beta giao cảm, lợi tiểu kháng testosterone và gần đây là nhóm SGLT2, thì nó sẽ giúp giảm 72,9% tử vong do mọi nguyên nhân và cái có tỷ lệ rất là cao khi chúng ta đủ các loại thuốc như thế. Chính vì vậy thì đến năm 2021 chúng ta quan sát lại cái khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu về điều trị suy tim ép giảm, nếu thấy gì khi bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim ép giảm ấy, thì lập tức có một số các thuốc được coi trị loại một luôn, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, acne, chuyện beta giao cảm vân vân, và người ta không còn cái khái niệm là gì phải dùng theo kiểu các bậc thang rồi bệnh nhân dùng này có triệu chứng không đỡ mới nâng lên lên, không phải. Bây giờ ta khuyến cáo của mới nhất bây giờ là gì, là dùng đủ phối hợp đủ các cái trụ cột thuốc ngay từ đầu để giúp cải thiện tử vong chứ không còn như ngày trước nữa. Còn khi mà người bệnh mà không cải thiện vẫn còn triệu chứng mà có em vẫn giảm hoặc có QRS giảm ở block cánh trái ăn phân, thì khi đó khuyến cáo người ta lại luôn là gì, lại là gì, là sử dụng các cái máy gọi là tái đồng bộ cơ tim hoặc là máy pha dung vân vân, chứ lúc đấy còn không còn chia thành các cái bậc thang giống như trong cuộc khuyến cáo năm 2016 nữa đó. Và đây là tóm tắt những cái bước chính này, chúng ta thấy gì, các cái thuốc mà được được khuyến cáo trong điều trị suy tim ép giảm thì nó có ức chế men chuyển, chuyện beta cả lợi tiểu kháng testosterone, SGLT2 và nhóm acne đều được khuyến cáo mức độ 1. Trên đây là phần trình bày của tôi, thì xin đưa đến slide cuối cùng kết luận. Chúng ta thấy là suy tim có giảm sản xuất đông máu là một cái bệnh lý mà có tỷ lệ tử vong và tỷ lệ tái nhập viện rất là cao. Thì các cái hướng dẫn điều trị của suy tim ép giảm của Hội Tim mạch châu Âu năm 2021 thì là việc phối hợp sớm đủ bốn nhóm thuốc chính bao gồm có ức chế men chuyển, acne, chặn beta cả, lấy tiểu kháng testosterone, SGLT2 để tối ưu hóa cái điều trị người bệnh. Và cái nhóm thuốc mới acne là một cái nhóm thuốc được chứng minh là hiệu quả trên điều trị suy tim ép giảm. Trên đây là phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý anh chị đồng nghiệp và rất mong nhận được những cái sự trao đổi, những cái phản hồi, đánh giá góp ý của quý anh chị đồng nghiệp để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn cái nội dung trình bày trong buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn ạ.